Legendary mà. Nghe thành Legendary. Rồi ok. Bây giờ invite friend. Không có, đúng rồi. Add bạn với bạn. Cái room phòng này không có à? Thôi thì add friend đi. Bạn ra bạn gửi cho tôi cái ID Steam này. Bạn biết đấy không? Không. Đây nha, bạn bạn ấn tôi bảo nhá. Bạn bạn share cái màn hình lên tôi bảo. Share cái screen lên tôi bảo. Share đi. Share cái màn hình Steam ấy nhá. Rồi. Share chưa? Sao bạn biết? Các bạn mà. Ấy. Tiếng luôn. Bạn ấn vào cái phần chat bạn bè góc phải bên dưới kìa. Chat của bạn bè ở bên góc phải bên dưới. Cùng cơ. Đấy, cho cạnh song song cái download ấy. Cái download xong rồi sang phải, không ở dưới cơ, không phải ở trong đấy. Hết cái Steam download rồi sang phải. Ờ đấy. Chat của bạn bè. Nó hiện lên cái gì đấy? Cái đó tôi không nhìn thấy cái hiện lên bạn ơi. Nó hiện lên một cái bảng đúng không? Các bạn ấn vào cái hình dấu cộng này. Thằng người cộng này. Thì bạn sẽ có cái code của bạn. Đây, đấy, 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 đúng rồi. Đó đấy, đưa cái code đấy cho tôi. Đưa cái code đấy cho tôi, bạn gửi qua cái gì cũng được. Ok. Đây rồi. Add friend liền. Đấy, đã gửi lời mời nhận được chưa? Đấy, ông nào, bạn nhìn thấy thằng nào nó vào nick tôi, nó mua linh tinh, đổi uy bú chưa? Nick tôi bây giờ nền uy bú cực, nhưng mà tại vì cũng đẹp nên tôi vứt đấy rồi đổi lại. Tại vì điểm trong cái Steam của tôi nó dày lắm, điểm nhiều lắm. Bạn đã add chưa? Add rồi đúng không? Bye friend. Okay. Bình thường này nó phải có cái code chứ nhở, đúng không? Này hơi bị bịp đấy. Ui, tối om như thế này thì làm clip kiểu gì? Tôi định mời bạn vào xong. Vào chưa? Lên chưa nào? Thì đấy tôi ấn mời đấy, xong bạn ấn Shift Tab, bạn ấn Shift Tab. Shift Tab lên thì nó sẽ có cái mục bạn bè ấy, xong bạn chỉ vào bạn bè ấy, bạn chỉ vào cái tôi chat ấy, xong bạn ấn tham gia. Chưa? Ok đấy, phải như thế chứ này. Rồi, chapter 1 luôn nhá. Cái gì đấy, tiếng ở đâu ấy? Sẽ có 2 mic cả nhà. Cảm ơn mic game từ từ lắm. Được rồi, phải từ từ bạn ấy. Tôi bạn ra cài lại đi xong mời lại sau nhá. cái chưa cài loa rồi. Cài tắt mic rồi đấy, từ từ. Ơ kìa mẹ. Tôi vừa phát hiện ra là ở trên đấy nó không có dấu tích để tắt mic đi bạn ạ. Cày thế nhở. Wow, trưởng ạ. Cày thế, những cái này để tắt mic này. Từ từ để mời bạn thử đi, xong rồi bạn vào đây tắt mic đi rồi. Vào lại đi bạn ơi. Ai tắt mic trong game đi. Tiếp tap lên. Chơi đi, sau này còn chơi mấy game Steam nữa. Mấy game Steam kiểu co-op này hay mà. Chỉ có trên Steam nó mới có ấy. Hay này, không được này. Đợi tí tôi ra tôi chỉnh. Bạn vào cái audio bạn chỉnh đi, tắt cái voice chat đi bạn này. Ở đâu? Bạn ấn vào setting. Bạn ấn setting vào setting của cái gì cơ? Audio. Setting của Discord á? Không, setting của game ấy. Discord mình cứ nói chuyện bình thường thôi, mình chỉ hay là nói chuyện trong game nhỉ? Bạn muốn nói chuyện trong game không? Setting này. Audio. À thôi, tôi bảo tôi bạn tắt mic ở Discord đi, nói chuyện trong game đi. Bây giờ vào game nhá, là tôi với bạn tắt mic đi để nói chuyện trong game, tại vì có những cái ấy là mic nó sẽ không nói được, bạn hiểu không? Mà mình phải tương tác với nhau như thế nó mới khó, bạn hiểu không? Chứ còn nếu mà nói chuyện trên Discord thì nó dễ quá nhỉ? Tôi với bạn thông minh thế, chơi mấy game nó bị dễ đấy. Cho nên là thôi, tốt nhất anh em vào trong đấy nói chuyện nhá. Ok chưa? Ok, bây giờ tôi cứ mời bạn vào Zoom đi, xong anh em mình vào đấy nói chuyện nhá. Tôi xem cái control xem là nói chuyện bằng cái nút nào thì tôi chỉ cho bạn. Ấn nút V để nói nhá. Put to talk nhấn nút V để nói nhá. Ok. V để nói. Audio, microphone, voice chat. Ok. Back start game này. Read lại này. Anh này.
Cứ vào trong game thì tôi với bạn game này chuyện tôi tắt mic. Mic nhá. Ok chưa? Đấy, bạn thấy bạn nói chuyện trong game rồi này. Xẹt. Biết có nói nhỉ? Ta bắt đầu nhá. Ready đi, ready bạn ơi. Tôi ready rồi này. Ấn ấn ready ở góc phải bên dưới đây. Đi thôi. Quên được đó. Có phải bên dưới cơ mà. Không ở được à? Anh đi đi. Ok à bạn ơi. Đây, 7 giây nó bắt đầu vào này. Cái game này thì nó cũng không phải game ma đâu, nhưng nhạc nó hơi rùng rợn đấy, bạn đừng sợ nhá. Game này nó chỉ game giải đố thôi, không phải game ma đâu. Nhá. Game ma thì tôi sẽ bảo bạn game ma để okay. Bạn biết đường, bạn hiểu không? Ông có những cái game ma như ngày xưa Huy Sâm sợ ma cực. Lúc nào bạn gặp Huy Sâm bạn hỏi. Tôi rủ Huy Sâm chơi xong Huy Sâm hết sợ ma luôn. Tại những cái game đấy nó là game ma nhưng nó lại là game giải đố, bạn hiểu không? Thế bạn phải tìm được con ma đấy, nên là cái lúc bạn đi tìm ma bạn sẽ tập trung. Thế một vài lần đầu tập trung thì bạn sẽ bị sợ, nhưng mà sau đấy thì nó bạn quen rồi nó hết. Đấy, nó nghĩa là chỉ sợ lúc đầu thôi. Bạn ấy tưởng là game ma nhưng không phải game ma. Bạn tỉnh dậy trên một cái giường chưa? Rồi. Ừ, tôi tỉnh dậy trước tiếng bạn lạ đấy nhỉ. Đấy, mic trong game rồi đấy. Tôi đang ở trong cái phòng. Rất nhiều sách. Bạn này. Bạn nghe không? Bấm V để nói. Bấm V để nói, chữ V để nói là nó đang dạy mình ấy. Alo. Nghe. Alo. Nghe rồi, tôi nghe rồi. Bây giờ bạn đi bạn mở cái phòng ra. Mở chưa? Đấy, tôi thấy bạn rồi này. Rồi đi ra đây đi bạn. Đây có cái ấy này. Cái này để làm gì nhỉ? Bạn đi tìm đồ đi, trong này nó có nhiều đồ lắm ấy, tôi cũng chưa biết cơ. Bạn tôi nhặt được cái bánh xe này, bạn tìm chỗ nào để lắp không? Ra đây rồi, lắp được một cái này. Thế còn một cái bánh nữa bạn ơi. À đây, cửa đây này. Trong đấy có gì không? Có cái bánh xe màu đỏ. Bánh xe màu đỏ á? Ôi cái này bấm để làm gì nhở? Đây này, tí bạn phải giải. Cái này bấm để làm gì nhở bạn? Tí bạn phải giải đố bằng cái mấy cái này này. Bạn giữ V để nói nhá. Chứ bạn nói không là tôi nghe đâu. Nghe chưa? Tôi cầm cái màu đỏ này. Đâu bánh xe màu đỏ đâu? Đang cầm trên tay à? Đây bạn đi theo tôi, bánh xe nó hình gì ấy? Bấm V để nói. Đây bạn được lắp vào cái cửa này xem nào. Bạn đang cầm một cái bánh xe à? Ui dồi ôi. Đâu đây? Thôi từ từ nhá, từ từ ấy ra, trong này còn á. Trong này còn đồ ấy, từ từ đi. Get in nhưng mà không ấy được. Ai bài echo, bây giờ mình thiếu echo này. Bạn ơi, bạn quên bấm V để nói sao ấy? Hay thôi nói mẹ trong Discord nhỉ bạn nhỉ? Đó, tôi thấy bạn bấm này nó hơi khó đây. Bạn lắp cái bánh xe vào đây xem nào. Bạn bấm chuột vào đây này. Lắp xem được không? Không được à? Ok, sao tự nhiên bạn tôi không nói gì rồi. Bạn ơi. Bạn bấm V ấy. Bạn bấm V đi. Bạn ơi. V là được đúng không? V nhưng mà phải giữ chứ không phải là bấm một lần, bạn hiểu không? Là nó bạn sẽ giữ xong bạn nói. Hay thôi nói đi quạt nhờ. Hả? À bạn, hay là nói đi quạt. Ừ, tôi nói qua đi quạt đi. Ok.
Alo. Alo cái gì? Tôi đang bật Discord lên. Đây 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 bạn ơi. Nói qua Discord đi để tôi tắt cái audio trong game nữa. Bạn kéo cái voice chat volume xuống về không đi. Ngoài chat luôn đây à? Ở dưới Ok, rồi về về không hết là được. về không hết đấy. Hoặc là bạn lấy microphone level về không hết là được. Bạn kéo cái microphone level về không ấy. Còn hai cái kia bạn để Là nguyên được. được. Ừ, có hai cách. Một là cái voice chat volume về không, hai là cái microphone về Rồi không. xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rồi ok. Bạn nãy bạn có cái gì? Cái cho Đấy, bánh xe tròn tròn à? cái bánh xe giống như kiểu cái vô lăng ấy. Vô lăng nhưng mà tôi không nhìn thấy là có chỗ nào để lắp ấy. Đây là có một cái máy dò này, tí mình phải dò tần số âm thanh. Từ giờ tôi cũng chưa biết là dò gì, từ hai tôi với bạn dò thử cho. Cũng chưa có cái gì để dò nhỉ? Ồ, chắc không phải đâu. Chắc đi đi, dùng cái bánh xe trước đi. Mình sẽ tận dụng tài nguyên, đi 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 bạn ơi. Đi ra cái chỗ vùng bão tuyết cái đi, chắc là đi ra bão tuyết rồi đấy. Các bạn đâu rồi? Đi đi đi, đi đây đi đây. Phòng này để làm gì? Hôm nay phòng lúc mình đi ra đấy. Bạn sẽ à đúng rồi, tìm xem còn đồ gì trong này mình chưa chưa mò không? Tìm kỹ vào đừng để thiếu dữ liệu, tại vì tôi với bạn là tí phải giải đố mà. Thiếu một cái dữ liệu thôi là mình mò là hơi mệt đấy. Thôi rồi, hết rồi, đi đi đi. Tôi nghĩ là hết rồi bạn ạ. Hết rồi. Hay là để lắp lên cái xe tải? Lắp xe tải nhưng mà xe tải nó phải có cái gì mà nó không cho lắp đâu. Xe tải này nó get in là nó chỉ đi vào đấy bạn ạ. Cái pool này nhá là nó bắt mình là phải tìm tìm một cái năng lượng ấy để cho cái bạn nhìn cái số ở trên này nó nhảy lên không? Thì mình mới 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 dùng được cái máy đẩy đẩy này này, cái pool này. Phải đi ra đây rồi, đi. Này cái này không đi được, đi sang bên trái đi. Đây bạn nắp thử xem. Đây đâu Không được, à, không đây được. không à, tôi hiểu rồi, từ Có từ cái này. hình ấy, nó có cái hình ấy đúng không? Rồi 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 có cái hình này của tôi là hình hình dấu cộng Hình dấu cộng thì chưa có, và chưa tìm hình thấy. hình dấu cộng và một cái hình mũi giác, có thể Giác. đi lên đây nhìn thấy không? À đây, dấu cộng trên này, bạn đây. Bạn đi mái nhà, đây bạn nhìn tôi trên này không? Ủa, nó sẽ đi được lên đấy. Đây 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 bên này bên này bên này bên này bên này. Đây đây đây, dấu cộng trên này. Đây. Sao đi được lên mấy ngàn này? Đây bạn đằng sau quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Đây, ra đây, xin giữ ship chạy nhanh. À. Thì ai đi bộ chậm thế đây, nhảy đây. Đấy, nhảy đây lên mái nhà này. Thôi dân Bắc cua tôi hay nhảy mái nhà trước. Bạn lắp vào chưa? Bắt đầu. Đây à, đây này. Bạn lên mái nhà chưa? Bạn nhảy chưa? Bạn cách nhảy chứ đâu bạn đâu rồi? Đây tôi đây. Thế bạn lên đấy bạn lắp đi. Đây không thấy dấu cộng à? Đây đi bên này chứ. Bạn tôi lại còn đẩy nhảy nhảy qua. Đây đúng rồi, đúng rồi. Đấy bạn đi xem như nào. Bấm đây À. sẽ dò đúng không? Ui, 98 cái gì đấy nhỉ? À không, bây giờ như này nhá. Bây giờ bạn ở trên, bạn có muốn xuống xem thử cái dưới kia là gì không? Thôi để tôi xuống đi. Tôi xuống tôi tải cho bạn. Chắc chắn là bạn đứng trên này bạn đọc cho tôi dò rồi. Game này game tương tác hai người mà. Bạn đọc cho tôi tần số để tôi dò nhá. Đây này, bây giờ của tôi có mấy cái to to nhỏ nhỏ này. Nhưng mà mình cần phải dò cái gì nhỉ? Ở trên À này, bạn, cái màn hình bạn có người nhìn ta thấy hiện cái từ từ nhá, bạn có nhìn thấy cái tia màu xanh lá cây không? có Tôi là người chỉnh cái tia màu xanh lá cây ấy, bạn nhìn nó to nhỏ không? Thì đúng đấy, rồi khi đúng nào rồi, mà chỉnh đúng cái mà bạn cần ấy thì bạn bảo tôi, đúng không? nhưng mà cái nào là cái cần Cần là ví dụ những cái dây vừa nãy tôi nhớ ở trên đấy nó có cái dây màu đỏ, dây màu xanh ấy là những cái dây mà nó không không là mình phải chỉnh theo cái dây đấy, bạn hiểu không? Bạn cứ chuyển chuyển tần số đi. Nó sẽ có những cái ok dây mà chỉnh ok được. Rồi. Giờ to hay nhỏ này? bây giờ to lại, to lại, to cho to nữa Còn nữa lên. nữa 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 Cái nữa chiều ngang thì nữa sao? Cái khoảng cách giữa hai nữa tần sóng thì sao? từ từ thôi, thế thôi, bây giờ là to rồi này, bây giờ rộng rồi, Cách tới hai nữa 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 từ từ rồi, rồi từ từ được chưa? Hay là nhỏ lại một tí? từ từ xem bằng nhau rồi bạn ơi.
Nhưng mà tôi không nghe thấy gì. Bằng nhau rồi á, sao tôi cũng không nghe gì nhỉ? Bạn có cái nút gì bấm trên Thế đấy rồi. không? Ngoài nút này ra không có gì nữa. Thế thì không phải cái đấy, thì mình lại dò bên cái Thế khác thì đi. Hả? ok, sang cái khác nhé. Ừ, Sang sang khác cái thử, mình cứ thử thét đi. Tại vì cái game này nó phải giải đố mà. Phải thử mà, không thử sao biết được. rồi, cho nhỏ lại. Siêu nhỏ, nó ấy cỡ ấy. Gần như sát vào cái đấy ngoài. Ok, hiểu. Cái này bấm chuột lâu phết đấy. Rồi, từ từ. À, hết cỡ rồi đây. Ờ. Được chưa? Nó nữa được không? Nhỏ cái này nữa à? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, bây giờ cho nó Gần nữa à? cho nó sát vào một nấc thôi. Từ từ. Thế thôi nhé. Vừa rồi, nhưng mà không nghe cái gì. Cũng không nghe gì. Có nút gì đây không nhỉ? Trên đấy bạn kiểm tra xem có nút gì không? Xem có cái nút gì quanh đấy không? Không có thì mình lại tiếp tục. Không có thì đến cái cuối cùng đi. Tôi nhớ là còn cái nữa đúng không? Đây. Cao, cao lên, cao lên. Nữa, nữa, nữa. Nữa. Nữa này. Nữa. Nữa, nữa, nữa này. Xong. Từ rồi, đến nơi rồi. Ok, nó được rồi. Bây giờ bấm. Bằng nhau luôn. Xong rồi. Tôi nghe tiếng Được cái nhạc gì? đấy. Tôi nghe gì đâu. Trên này, dưới này nó có nhạc bạn ạ. Nó là một đoạn nhạc. Rồi thế bạn bây giờ bạn chỉnh sửa sang cái màu đỏ, thế mình làm lần lượt đi. Hay là vừa nãy là mình bị làm ngược ấy đúng không? Bây giờ Chưa hết bạn ơi, còn một cái nữa. còn cái nữa à? Thế tiếp đi. Bây giờ thấp xuống. Thấp xuống. Ừ, Mức thấp nào xuống nhiều đấy. nhiều à? Nhiều thế tôi cứ bấm đi. Rồi xong. Vui quá rồi. Đây. Lên thì xong. Cho rộng ra một nấc thôi. Chưa được. Một nấc nữa. Được chưa? Một nấc nữa. Bạn nghe gì không? Không nghe gì. Thế là có cái nhạc rồi à? Thế là đúng rồi. Đúng rồi bạn ạ. Cái này Thế vừa rồi. từ từ bây giờ bạn thế bạn chỉnh lại cái nhạc đi. Bạn chỉnh lại để về đến cái nhạc đi xong tôi chỉnh lại cái tần số rồi đi. Đây cái nhạc đây. Ơ nhưng mà sao cái Đây này đây bây giờ đây. của tôi nó được luôn rồi. À. Được luôn rồi đấy mà. Từ từ như này tôi bảo có nghĩa là như này, nếu bạn chỉnh đúng theo thứ tự thì cái dòng nhạc cái ở dưới của tôi hiện luôn cái hình cái xanh này rồi, tôi không phải chỉnh nữa. Bây giờ bạn chỉnh cho tôi cái màu đỏ xem nào. Cái màu đỏ mà nó nhỏ 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 ấy. Ok, Rồi. nói đi. Nó tít to lo đúng không? Không, cái này quá rồi. Thế rồi vừa rồi. Ok. Thấp, gọn gọn lại. Đây. Cũng là nhạc Rồi luôn, sao? cũng là nhạc luôn. Ok. Rồi, thế xong đến cái lúc đầu mà bạn bảo ấy. Khoan đã, từ từ. Nãy giờ nhớ cái xanh với cái đỏ thứ tự nó đang như nào? Cái xanh to đùng với Xanh cái cái đỏ vừa rồi nó thứ tự nó như nào? thứ tự là xanh trước rồi đỏ sau. Ừ, thì đến cái tiếp theo ấy, bạn chỉnh được cái tiếp theo không? Cái tiếp theo thì chắc chắn là cái mà nó sẽ ra nhạc ấy. Bây giờ mình phải đúng thứ tự thì nó mới xong nhạc. Xong là nó sẽ có Thế thì nhạc. mới phải đến. Nhưng mà mình mới chỉ được có hai cái. Ờ mình xong hai cái rồi, bây giờ còn hai cái nữa mà phải đúng thứ tự của Ừ. hai cái đấy, nếu không thì chỉnh nó sẽ không được gì. Bạn cứ thử đi một trong hai cái đi. Đây, thử cái xanh to đúng không? Và cho xanh to đúng không? Xong cho rộng. Ok, được chưa? Như này được chưa? Nữa. Rồi, giãn này. Đã nhiều lắm. Cái này bấm lâu vãi. Nó từng nhịp một đấy. Được Rồi. luôn, có nhạc luôn. Ok, là cái cuối cùng. Đó. Thấp xuống. Có xuống. Thu gọn vào. Vừa rồi. Đó. Được chưa? Đây rồi. Rồi. Đấy, được cái gì rồi này? Ờ. Bạn được thấy được cái gì không? Charlie 753 Beta. Delta 195. Ủa.
Charlie 447. Please, somebody hold. Anybody out there? Khó vậy. We took shelter in the cold. Tôi quên. Giờ sao? Dưới dưới này nó có do có đoạn hội thoại đấy. Dưới này nó có ghi lại đoạn hội thoại đấy. Charlie 447. Đấy bạn có thể vào xem thử đoạn hội thoại đấy. Thì bây giờ tôi bạn chắc phải đi tiếp rồi. Hết dữ kiện của cái phòng này rồi đúng không? Nếu mà mình không nhớ thì mình quay ở đây mình check cũng được. Bây giờ tôi bạn đi tìm đây rồi nhá, cái lên cái mái nhà nhảy được xuống bên dưới bạn ạ. Thì tôi sao với bạn sang bên kia đi. Sang bên kia xem có cái gì. À từ từ để mở cái cửa này xem mở được không. Nếu mở được thì mình đi luôn. Không mở được là nó bắt mình phải đi đường này rồi. Nó sẽ có cốt truyện mà, hiểu không? Mình sẽ chỉ được đi đường đấy thôi. Ok đấy, đấy là game kiểu đấy. Tôi bạn nó tương tác với nhau để giải đố. Đây đứng đây còn nghe được này. Ủa? À cái này mở đường về ạ. Ủa cái này không mở được. À đây bên này có này. Bên này có đường gì này. Ủa, nhưng mà cái này nãy có mở được đâu nhỉ. Cái này nãy không mở được mà đúng không. À đây là cái cần à đây là cần cái vô lăng rồi. Cái vô lăng thì kiếm đâu. À thấy bạn đứng đây bạn nhìn không. Bạn nhìn thấy ở trên kia không. Đây này thẳng cái này có một cái như cái đồng hồ ở giữa này. Là có cái vô lăng này đúng không. Đây để tôi chạy lên tôi lấy cho. Sáng. Ờ thì mình cần cái vô lăng để mình mở cái cửa đấy. Xong rồi bên đấy nó sẽ có cái giải đố sao ấy. Tại vì tôi thấy thế thế. Ơi bạn chạy nhanh thế. Bạn chạy nhanh hơn cả tôi ấy. Đấy dạ. Đúng rồi, hình như nói đúng không? Đúng rồi. Chuẩn luôn, tôi nhìn đấy đúng mà rồi, hình cục giác. Đang đi tìm. Đang đi tìm luôn đấy. Thế nhiều khi mắt mình tinh vết ấy. Đúng rồi. Dân chơi FPS. Hãy lắp vào thôi. Ủa không lắp được à? Đúng. Đây ngủ ra à, thế trong nhà còn một cái cửa nữa chưa mở. Đi vào nhà đi. Đi vào nhà. Chuẩn thôi. Thế chắc trong nhà. Trong nhà có cái cửa này này cũng. Đấy đúng rồi. Ở đâu đây hình. Đây là hình lục giác là hình gì đấy. Ừ nhưng mà chắc là đúng rồi đấy nhở. Đau đầu quá. Này là gì đây. Ê cái này tôi bạn phải quay cùng nhịp với nha. Đúng nhở. À này quay trái quay phải. Gì nhở. À ra nhớ lại điểm. Đây ra nhớ lại điểm tôi quay cho. Đây cái gì DDBB gì này. Delta với cả beta gì này đúng không? Thôi để tôi ra tôi đọc cho. À thôi bạn đọc đi. Bạn đọc hay tôi đọc. Đây có nghĩa là mình sẽ tìm đúng cái điểm mà nó ấy ấy. Đấy, nó khoách sao dò cái trúng rồi. Ê nhưng mà mình khi mà mình đặt lên trượt nó sẽ xóa lại từ đầu nha. Đặt lên trượt nó xóa lại từ đầu nha. Có nghĩa là đây mình sẽ gióng cái này thẳng. Sao mình gióng thẳng lên thôi bạn hiểu không? Ô sao tôi với bạn phải cùng xoay bạn ạ. À? Một thằng xoay nó bị tuột đấy. Ôi nhưng mà thế ra nghe lại lần nữa đi đó. Cái gì nhở? Cái này được cái gì rồi? 389 rồi nhiều ấy. Từ từ để nghe lại nhá. B4. B753. B75. Mẹ từ từ để tôi lấy giấy bút tôi ghi lại cái nhanh quá đéo nhớ được. Bạn có nhớ không? Tôi nhớ đi sang kia đi. Đi. Đây nhá, bây giờ mình còn cái điểm CD195 và E169. Từ phải xoay kiểu gì từ từ đã, mình phải gióng một phát xong mình đâu, xoay. Đâu này chỗ nào? Đây là D169 này này. À đây D195 cơ mà, D195. D195 chắc là đường dọc này. Đây D195 là hàng 2 này. Nhìn chưa? Và E nó là E169. E169 thì đây. Đây tôi nhìn lên rồi. Đây. Đấy. Để bạn xoay lên 195 đi để tôi xoay xem nào. Ơ tôi xoay ngang, cái này là xoay ngang bạn ơi. Đây quay lại cái. Từ từ bạn ơi, bạn từ từ nhá, tôi từ bạn xoay cổ cho bạn trước đi. Xong rồi. Rồi, còn một cái nữa là B481 và C447. Cái này đọc là từ hàng dọc với hàng ngang trước. 481 trên này.
Bán xong tôi... À đây, B. Đâu? Cao thế, đây này. Còn cái này là 447. Đây bạn ơi, từ từ đã. Rồi. Giữ nhá, giữ đấy nhá. Ok. Ơ, sai à? À mình bị sai cái đầu tiên. Cái đầu tiên mình bị... Trời ơi, thiệt phải nghe lại cái đầu tiên, tôi tưởng đúng tôi ấy. Hóa ra cái đầu tiên nó đánh dấu bừa. Đợi, đợi, tôi nghe lại cái đầu đã, cái đầu chưa nghe. Bảy năm tư à, đúng rồi, lúc đầu mình sai rồi. Cái đầu tiên là C753 và B754. Ơ? 754 ở đâu nhỉ bạn, không cho tôi nhìn ạ. Được, hô hô cho nó ngược lại đi bạn ơi. À đấy, 753 ở đấy đúng không? 753, 754, à đây cái căn nhà này này. Ê đi, trên bản đồ nó có điểm nhá. Cái căn nhà ở trên kìa, bạn quay đúng vào cái căn nhà ở trên là được. Ờ, đấy, cái căn nhà ở trên đấy, đúng rồi. Đúng không? Rồi, cái tiếp theo là 195 với 169, hình như là cái giếng hay là cái thông gió này này. Đúng rồi, cái cúi xay gió này rồi. Rồi, cái cuối cùng là cái trên này này, cái kit from này. 481. Cái mà... 481. Cái mà con hải cẩu kìa. Đấy, nó ra cái x này là cái gì? Rồi bây giờ tôi bạn phải nhớ là bao nhiêu nhỉ? X này là... Ừ, để tôi lại lấy bút tôi ghi vào. Game giải đố mà bạn phải ghi chứ. À, C624 đúng không? A521 này. Đây này. Đây, game giải đố này cuốn đấy. Rồi bây giờ làm gì nữa nhỉ? Giờ xong nó phải cho mình cái gì để mình đi chứ đúng không? Có thể cứ như thế này thì làm sao mà ấy được nhở? À hay mình sang mình nói chuyện với nó. Thế bây giờ không có cái cửa mở cửa thì mình sẽ làm gì nhở? Sao trong này lại có hai cái đèn sáng và một cái đèn không sáng? Đâu cái nào? À cái này để vặn núm mà bạn. Nó kiểu nó tượng trưng thôi, cái này chắc không để gì đâu. Vì nếu mà làm gì thì nó sẽ báo cho mình. Thế bây giờ tôi bạn thử đi ra ngoài tìm lại xem nó có gì thay đổi không đó. Nếu mình vặn xong nó thay đổi cái gì thì sao ai biết được. C795 và C bao nhiêu? Phải đi tìm. Không chạy được ra đây bạn ạ, thì chứng tỏ là hết đường. Chạy thử đi dò dò đi, tại vì cái này game giải đố mình phải đi tìm đồ ấy bạn. Chứ không phải là kiểu như cứ ấy là nó tự đi đâu. Mò mò đấy. À với cả đi tìm xem, nhìn kỹ xem có cái nào ở trên này mình chưa nhặt không. For A1. Bây giờ thử mở cái cửa này xem nào. Mở được. Ơ vặn được cái này rồi, từ từ bạn ơi. Bạn về đây, cái này có vặn được này. Cái pun pun này được vặn được rồi này. Năng lượng nào? Cái năng lượng này này. À cái này đây bạn cứ về cửa về nhà đi là có ngay cái cửa cạnh cái ô tô ấy. À mình phải làm sao cho nó được 6 bạn ạ. Bây giờ mình bây giờ nó đang là 0. 0 bây giờ chỉ có -4, -8 là sao? Bạn thử -8 đi xem nào. À. Ô sao nó không trừ được nhỉ? À bây giờ mình phải thêm nước vào đây cơ. Ờ. Bây giờ có cách nào thêm nước vào đây là mình trừ được này. Cái này vặn được rồi này, nãy không vặn. Sau này vào được rồi bạn ơi. Đâu, đằng sau nào? Đằng sau này. Đâu, trong nào? À, trong nhà á? Cửa sau mà. Cửa đâu? Sau á? À, đâu, không mở được. Đâu, bạn đứng chỗ nào đấy? Không mở được mà. Ờ, không mở được. Quên. Mình thiếu cái nào nhỉ? Nó sẽ thiếu một cái gì đấy rồi thôi. Ừ, để tôi nhìn lại cái bản đồ nhé, bản đồ này nó sẽ liên tưởng đến cái gì nhỉ?
Hay là bạn thử lên. À, cái radar có cái điểm nào ở trên radar mà mình ấy không? Mình đoạn thử xem nào. Thử lên lại cái radar đi. Tôi nghĩ cái này liên quan radar đấy, đúng không? Tôi lên lại cái radar tôi xem. Tôi nghĩ là nó sẽ là một cái gì đấy liên quan đến cái radar này. Cái con này mình sẽ mở để cho xe đi ra. À, từ từ đã. Những cái này thì nó là không có. Hiểu luôn. 700 này. Có khi nào cái này nó sẽ phải bấm một cái gì đấy không? Đang bị thiếu một cái dữ kiện gì đấy mà mình chưa tìm được này. Cái này bấm chuột phải là được. Need to sure vertical fuel. Cái này cần xăng. Trong cái nhà này thì là hết dữ kiện rồi đúng không? Này nó cho mình cái này. Sao nó không mở được cái gì nhỉ? Vặn được nữa này. Là mình sẽ biết được cái điểm này để mình làm cái gì đấy. À thế thì bây giờ tôi với bạn chỉ đi cần tìm cái vô lăng thôi. Cái vô lăng này chắc chắn nó đang giấu thôi. Chứ nó không ở trong một cái gì đâu. Đi tìm đi, nó đang giấu ở đâu ấy bạn ạ? Trong căn nhà này thôi, nghi lắm. Giấu ở đâu nhỉ? Nhảy parkour lên ra. Khó đấy, cái đoạn này khó đấy. Hay là lấy cái này ra. Không được. Đa số cái vô lẳng đấy lắp vào cái là không ấy được. Rồi. Ở cái game này tôi cũng như bạn ấy, tôi cũng mò mà. Biết gì đâu. Cái này vẫn chưa biết là nó dùng kiểu gì này. Chắc chắn nó cho cái này là phải dùng được rồi ấy bạn. Mình thử loát lại checkpoint không? Hay là vừa nãy nó bị kết nước rồi tôi vừa gạt phát nó tụt xứ mất rồi. Nhưng nó phải reset được chứ đúng không? Cái này thì còn mấy cái cửa thì cũng mở hết rồi mà. Ơ kìa, cái này, bạn ơi, nó nằm giữa đường lòng ánh nãy giờ mà tôi bạn không để ý này. Cái này thì nó sẽ như nào? Cái này chắc lắp vào kia thôi đúng không? Chắc nó đóng băng này, nhưng mà biết là cái gì rồi. Ồ, không phải. Bạn, còn là tìm cái gì vậy? Bạn không nhìn thấy tôi đúng không? Tôi cầm được cái vô lăng, nhưng mà nó bị đóng băng, nó không nhìn được cái tâm của nó. Đây là tôi không biết là phải vứt đi đâu này. Có nghĩa là cái vô lăng nó bị đóng băng bạn hiểu không? Cái này là cái hình của cái cửa kia đấy. Thế bây giờ mình cần phải rửa cái này đi sao ấy? Chắc phải đi ra đây. Đi đâu? Ra để đóng băng mà. Để đóng băng mà. Hay là ra cái máy vừa rồi. Từ từ đã, máy vừa rồi tôi có lỗ cho vào không nhỉ? Máy vừa rồi. Cái này nó bị đóng băng bạn ạ. Nó cái vô lùm nhưng cho mà vào sửa đi. Sửa. Ờ, sửa đâu? Máy sửa đâu nhỉ? Bạn xem thử. Đây. Đâu? Đây. Đây. Được luôn này. À, đéo được. À, đây, được. Bạn nhìn không? Tôi nhìn thấy rồi. Đúng. Có logic này, Hợp lý. Hóa ra nằm ngay giữa đường mà không để ý ạ. Nãy tôi thấy cái đấy bóng bóng rồi, tôi định nhặt rồi. Nhưng mà tôi chạy qua mấy lần tôi không nhặt. Cũng tự nhiên tôi lại nhặt. Đấy bạn cầm đi. Cầm ra chắc là cái cửa kia rồi. Chắc là con cửa kia thôi. Chắc là cái cửa này rồi. Ngon.
Hả? Mình bảo sao mình thấy đóng băng không lắp được. Đây bạn ơi. Đi 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 đi. Ủa, bạn đang nó ở chỗ nào vậy? Ở dưới đất bạn ạ. Ở dưới đất ở cạnh cái cửa mới à? Ở dưới đất đấy. Nó nằm bóng 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 ấy, tôi thấy lạ lạ thôi từ ấy. Cái quái gì đấy? Lại cái trừ trừ cộng cộng này. Như nào nhỉ? À không được rồi. Đây có trừ. Có 8. 7 5. Ờ hay là tôi bạn gạt giống nhau đi. 8 7 5 à không được, từ từ đã, mình hình như nó liên quan đến cái máy này này bạn ơi, đúng không? Ủa? À, cái này nó sẽ cộng nước cho mình. Còn cái kia nó sẽ trừ nước, xong mình trừ làm sao cho đủ nấc đúng không? Tại vì cái này nó là dương mà. Bây giờ tôi gạt thử cái số 8. Vào trong kia đây. Ừ, thế bạn thử, đây tôi từ tôi chạy vào cùng để tôi xem thử xem là nó tôi gạt nó có lên nước không. Có rồi đấy. Chuẩn luôn rồi. Cái này là từ số 8. Thế bây giờ bạn về, bạn về số 6 đúng không? Tôi vừa số 8, từ từ đã. Bây giờ tôi có cách từ nhá. Bây giờ trừ. Thế thì nó cần số 6 đúng không? Số 6 thì tức là bây giờ tôi gạt số 7 trước đi. Gạt số 7 xong bạn trừ 4 là được 3 đúng không? Trừ 4 được 3 đúng không? Rồi. Phải không nhỉ? 3 này, 3 thì bây giờ tôi gạt 7 là lên 10, mẹ rồi không được. Bây giờ tôi gạt 4, bạn trừ 4 nữa lại thành hết à? Thế không được rồi, từ từ gạt lại nhá. Ôi đây có 5 này, à gạt 5 đi nhỉ. Gạt 5 bạn trừ 4 thì sao? Thế ở đây nó chỉ có mấy cái nấc đây, 7 này. Có 2 cái 7, có 2 cái 8. Như nào nhỉ bạn nhỉ, khó quá nhỉ. Đoạn này cần học toán học đấy. Cần một chút toán học đấy. Từ từ bây giờ gạt hết lại đi, để từ từ để tôi thử xem nào, từ từ đã. Bây giờ mình cần là 6 đúng không? Mà bây giờ nấc của mình đang là 0. Là 8 trừ. Từ bạn này bạn có đang đẩy cái gì không? Không đẩy, tôi tắt hết rồi. Thế thì nó đang là 0 đúng không? Nấc của nó đang 0 hay là 1? Không ạ. 0 nhá. Bây giờ bây giờ có cộng mấy? Ở đây có 2 cộng 8, 2 cộng 7, 1 cộng 5 và 1 cộng 4. Đấy, chữ hiểu. Bạn thử cái cộng 4 tôi xem nào. Cộng 4 nhá. Cộng 4 nhá. Đấy có một mình nó rồi đấy. Cộng 4 thì nó lên mấy? Đâu, tôi lại thấy cộng đâu. Ơ, tôi gạt cộng rồi đấy, cộng 4 này đấy. À. Sao đâu, tôi xem nào. Rồi, tôi hiểu rồi. Làm sao như nào? Có nghĩa là tôi, đấy là tôi không gạt. Đấy là tôi gạt hết xuống rồi, không bị hướng. À, thì của bạn là trừ mà, của bạn là trừ 4, bạn nếu mà bạn gạt xuống thì nó về 0 đấy, hiểu chưa? Bây giờ tôi bạn phải cộng trừ nhân chia kiểu gì mà nó bằng 6 được, bạn hiểu không? Đơn giản dễ hiểu thế thôi, bạn là trừ tôi là cộng, đấy. Bây giờ khó đấy. Khó, để cái đoạn này hơi bị căng nha. Ừ, bạn nhá. Có mấy số cộng? Tôi có 6 cái cộng, nhưng mà tôi nghĩ chắc không dùng hết đâu. Tôi ừ, cộng. Nhưng mà có những số nào? Có 2 số 8, 1 số, 2 số 7, 1 số 5 và 1 số 4. Có cách nào cộng lên 16? Nó dư bạn ạ, à. Thế nó mới khó, nó đố mình mà. Bây giờ như này nhá, tôi sẽ cộng lên 14. Tôi nghĩ là tôi cộng 2 cái 8 trước đi. Là nó full đúng không? Thế bạn trừ 8 đi xem nào, xem nó còn bao nhiêu. Còn 8. Còn 8, rồi hiểu rồi. Anh đã, nếu thế thì nếu thế thì tôi cộng thêm cái 7 nữa, bạn trừ 8 đi xem nào. Còn 9 đúng không? Không bạn. Ơ kìa. Đây là bằng 10. Hiện tại đang ở nước 10. Nước 10 lận có trừ 4 thì sẽ bằng quá. Bạn trừ 8 chưa? Bạn gạt lại trừ 8 đi xem nào. Bây giờ đang ở cộng 7. Trừ 8 là cộng 7 rồi đúng không? Rồi hiểu rồi. Bây giờ cộng 7. Thế thì dễ mà nhỉ? Nếu mà tôi cộng 5 nữa. Bây giờ đang ở nấc 7. Bây giờ tôi cộng 5, bạn trừ 4 đi xem nào. Nào 8. Cộng 3 đi bạn. 3 á? Có không có cộng 3 bạn ạ? Nó phải khó. Bây giờ nó chỉ còn cộng 7 thôi. Thế tôi bỏ cái 8 đi xong cộng 5 xem nào.
À cộng 7 mà. Khó thế nhở. Đây bạn ra đây đi để tôi đứng tôi tính nhá. Bạn ra cộng đi để tôi xem tôi trừ xem nào. Khả năng trừ của tôi rõ giỏi hơn cộng đấy. Bạn gạt lại hết về như cũ đi nhá. À đây là lớp 10, có 10 lớp lận, tôi tưởng có 9 lớp thôi. Lớp mà mình chỉ cần làm sao mà 10 trừ 4 được. Bạn gạt lại hết lên đi nhá. Bạn gạt lại hết lên đi. Rồi, bây giờ bạn thử. Đầu tiên là cộng 8 chứ đi. Đã xong. Còn nếu mà cộng 8 xong mình 7 thì cũng... Thế tại sao lại không là gạt là 7 cộng 5 là 12 xong trừ 8 nhỉ? À trừ 4. 6 cơ. 16, 16 trừ 8 là bằng 8. Được. 8, 8, 16 trừ 8. Nó đau đầu nhỉ? Bây giờ bạn cộng cho tôi đang cộng 7 đúng không? Cộng 5 đi xem nào. 5 ở góc bên phải, cái cột bên phải. Có hai cột, bạn kiểm tra kỹ. Từ từ bạn nhé. Từ nhé. Từ làm sao bạn, đấy bạn tính làm sao cộng kiểu gì đi, tôi đang bắt đầu loạn loạn rồi đấy. Có. Bạn trừ hết đi. Trừ hết đi á. Ừ nhỉ, sao bạn tôi tính nhanh ấy nhở? Hỏng rồi đấy. Vậy sao tôi cộng vãi nó ra nhở? Bạn gạt hết à? Hay là bạn gạt 2 cái 8, 1 cái 7, 1 cái 5? Đúng rồi, 1, à, 1 cái 8, 2 cái 7 là 22. Trừ hết đống này đi là bằng 6. Đó thế lẽ tôi cộng 8, cộng 7 phát đầu tiên mà bạn không gạt hết à? À đúng rồi, có phát tôi cộng 8, cộng 7 luôn mà. Gạt 8, gạt 7 luôn mà. Gạt 2 cái 7. À nhưng mà chắc lúc đấy bạn không hình dung được đúng không? Cái này get in được rồi này. À nhưng mà bây giờ không mở cửa. Mở cửa thì cần cái... Cần cái vô lăng màu xanh lại phải đi tìm rồi bạn ấy. Phải đến đoạn đi tìm rồi. Hồi nãy chắc ở trên... Chắc không ở dưới đất em đâu đúng không? Tôi nghĩ là chắc ở chỗ cũ vừa nãy mà cửa ra chắc là mình sẽ có gì đấy ở dưới đất để mình mở. Nhưng mà mình không nhìn. Thì chúng ta chỉ mải nhìn vào kia thôi, tôi đi tìm. Hoặc là bạn xem cái đấy nó có liên kết với cái gì không? Ừ ạ. Xem cái đường dây này nó có liên kết với cái gì sáng sáng không? Cái mật mẽ gì đây? Được rồi. Thiếu à? Nó sẽ không ở dưới đất. Nãy nó ở dưới đất đấy bạn ạ. Bạn đi tìm đi, cũng có thể nó nằm dưới đất đấy nha. Phòng này còn cái gì không? Tủ lạnh này. Cái vở này. Á chà. Có gì vậy? Ô lăng. À đây rồi. Phải đây không nhở? À đéo. Ơ đúng thật đấy. Nó ở trong nhà này bạn ạ. Đấy thấy chưa? Đúng là phải tìm kỹ ấy. Nó ở trong nhà. Nó nằm cạnh cái lò sưởi ấy. Vãi trưởng. Đúng thật đấy. Ê chính là tôi. Chi thoảng thấy mắt mình tính phết đấy chứ. Rồi lên bạn ơi. Tôi bạn đi đâu không biết đâu. Rồi đi đâu đây? Bây giờ bắt đầu hành trình bạn ạ. Đây mới chỉ là map đầu tiên thôi bạn hiểu không? Chapter 1 hiểu chưa? Đoạn này nó hướng dẫn cho nên tôi bạn được nhìn cùng cái với nhau. Tí nó tách hẳn người ra cơ. Mỗi người một bên cơ bạn hiểu không? Khó lắm. Khó đấy nó mới hay bạn hiểu không? Chứ game giải đố mà dễ quá cho trẻ con chơi à, đúng không? Giải đố phải khó ấy. Loát này lâu thế. Đen xì xì này. Tôi loát xong rồi, đây rồi. Dọ. Chà, đi xe đến. Tôi với bạn là bị lạc vào cái lâu đài bạn. Xong rồi kiểu như bị nhốt trong này phải tìm cách để thoát ra. Đấy. Hơi lặng một tí. Con xe này thì chắc lên thôi chứ hả? Bạn ơi. Ơ. Đâu lên đâu. Ơ bịp à? Thế lại đi tiếp à? Bịp rồi bạn ạ, cho đi xe đi sao? Đường. Tôi nghĩ là đi đường này. Đường đấy đường đến rồi bạn còn đi tìm dữ liệu à. Quá nhưng mà tôi nghĩ là phải đi được cái xe đấy nhở, hơi nhái nhở. Ôi new rồi này.
Điều này là... Điều là mới, tức là mình đến chỗ này mình phải bắt đầu đi tiếp rồi. Đây này, bắt đầu tôi bạn sẽ chia làn đây này. Đây, đi xuống đây bạn ơi. Có đấy nhỏ. Bạn nhìn nó cầu trông rắc rối chưa? Bạn nhìn từ trên này bạn thấy rắc rối chưa? Tôi thấy hơi rắc rối rồi đấy. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Đây này, bắt đầu là nó. Cái này là không mở được đúng không? Bây giờ phải có chỗ mở đúng không? Đây, cái này mở rồi này. Tôi bạn đi vào được cùng không? Được. Cái này là hình kim cương. Ok, cái này sẽ nằm ở đây đúng không? Ui, nó nhiều đường quá. Tôi bạn mỗi người đi một đường không? Xong đi tìm không? Cái này bị kẹt rồi. Cái này không đi được. Chỉ đi ở bên đấy thôi. Cái này cũng bị kẹt rồi. À, hiểu hiểu rồi. Nghĩa là bây giờ tôi với bạn mỗi người phải đứng ở một cái thang máy để nó kéo lên ấy. Hiểu rồi, bạn đi thang máy xuống đi. Cái này kéo lên không? Cái này không lên này. Cái này là ADD, nó có cái hình như là quả bom nổ này. Cái hình của cái thang máy này là gì? Bạn bấm lại lên đi cho tôi xuống cái nào, xong anh em từ từ đi. Cái này là hình kim cương này. Bạn bấm lại lên đi, xong tôi xuống cùng bạn đi. Cái này đoạn này bị kẹt rồi, từ từ đã, đi xuống cái điểm. Đi xuống đây đi, đi xuống đây đi. Các bạn xuống đây nhìn bao quát lại một tí đó. Đây, có nghĩa là như này. Nghĩa là một cái thang máy này ấy, chỉ có một người vào để đi lên thôi. Còn tôi sẽ phải lên bên này. Đây là hình kim cương, nếu mà bạn bấm kim cương thì cái này nó sẽ mở xuống. Đây bạn nhìn không? Bạn nhìn đây nó có hình kim cương không? Nghĩa là hai bên nó sẽ đối xứng nhau đúng không? Nó sẽ đối xứng nhau. Nó sẽ giống nhau nhưng mà bạn ở bên kia bấm thì bên này sẽ được. Thế đây để tôi sang kia nhá, tôi thử lần đầu tiên nhá. Bạn đứng đấy đi, bạn đứng đấy đợi đấy nó xuống đi nhá. Ok chưa? Đợi tôi một tí tôi bấm xem là nó như nào. Có mở không? Có đúng không? Có. Rồi bây giờ tôi lại bấm đi xuống để cho bạn đi lên này. Bạn đi ra đi, bạn đi ra đứng ngoài đi. Rồi thì tôi lại đi lên này. Rồi đấy, bạn ở bên đấy bạn này bấm cho tôi là cái quả bom nổ ấy. Bạn bấm đâu, không bom nổ. Không có à? Bạn không có bom nổ à? Đâu, từ từ tôi sang, tôi quá ngó. Từ từ tôi đi á. Có cái thang máy ấy, bạn đi tìm đấy, có thang máy ấy. Đấy, đúng rồi, nó ấy, khả năng là nó đấy. Quả bom nổ đúng không? À. Bấm lên đi, bạn bấm lên đi. Bạn cứ bấm để nó chạy ấy, là của tôi sẽ xuống. À, bạn là xuống à? Xuống rồi. Bạn là xuống, thế bây giờ như nào nhỉ? Bây giờ cô cũng sẽ xuống. Bây giờ tôi bấm này. À, tôi là lên này. Bạn là như nào rồi? Bạn lên chưa? Tôi bị xuống rồi. À, tôi không làm gì được, từ từ nhé. Vẫn còn đường đi tiếp này. Như nào nhỉ? Tôi lại đến một cái thang máy nữa rồi. Hình cái xe mỏ. Bạn có bị cái xe mỏ nào bị kẹt không? Tôi đến một cái thang máy nữa. Nhưng mà bị kẹt đúng đây. Không? Thang máy bị chặn đúng không? Đây. Có một cái... Hình wow, gì? Cái này là xe đẩy cái than đá. Rồi bấm đi xem nào. Ok, đúng rồi. Tôi cũng đang ở cái đấy. Chết mẹ, nhưng mà tôi bị kẹt rồi. Ủa, nhưng mà tôi không đi được tí. Đây, để tôi bấm lên nha. Bạn lên không? Tôi xuống rồi. Sao bạn lại xuống nhỉ? Bạn đi được chưa? Bạn đi được tiếp. Bạn có đi được tiếp chưa? Không á? Không. Thế dừng lại đây rồi. Từ từ đang, tôi từ đang. Bạn quay lại thang máy đi. Quay lại thang máy chơi. Đi quay thang máy chưa? Thang này là cái thang của cái tôi với bạn phải tìm cách đi lên đỉnh nha, chứ không phải đi xuống đâu. Lúc nãy bạn phải đi lên lại lần nữa ấy. Tôi bạn bị sai ở cái bước ấy rồi, bạn lên lại thang máy đi. Lên rồi. Rồi tôi bấm xuống này, bạn xuống dưới chưa? Tôi bây giờ đang ở trên mà. Trên nào đấy? Tự nhiên bây giờ bạn tả tôi khó hiểu nhỉ. Trên nào bạn? Tôi đang ở tít trên này mà. Tít bên trên á? Hello. Mà bây giờ không xuống được. Xuống được nhờ. Xuống được gì?
Bây giờ bạn có một cái thang máy nào khác không? Không có giỏi không? Thang máy búa đào điếc gì không? Ôi, nó đang không Chỉ có có thang mỗi máy cái đâu. thang thang mà cái xe chở đá thôi. Cái thang xe chở đá thì bạn phải xuống lại rồi, thế thì bị sai đường rồi, đi đi cứ đi xuống lại đi đã. Cái game này đấy là nhiều khi mình sai ấy là mình phải bạn xuống đi. Xuống đến nơi chưa? Bạn phải xuống ấy nha, ấn có một cái xuống một cái lên đấy, đừng chọn chọn mỗi cái xuống thôi. Xuống nha chứ đừng có lên. Được bạn ạ, tôi cũng ở đây không còn cái thang máy nào nữa. Thì bạn xuống lại cái chỗ lúc đầu bạn lên ấy, bạn hiểu không? Mình đi lại, bạn đi bị sai đường, có những cái đường nó bị cụt. Bạn đi bị sai đường rồi, được chưa? Thì bây giờ Bây bạn giờ đâu có xuống được đâu. không xuống được á. Thì bây giờ bạn quay lại cái thang máy kim cương đi, tôi bấm xuống cho. Cái sao Mà máy làm gì xe còn thang máy, tôi không ra được thang máy kim cương rồi. thang máy xe đỏ ấy, cái xe đẩy ấy, cái xe than đá đấy. Ừ rồi Rồi, rồi ra chưa? Khi nào bạn ra bạn bảo rồi tôi. Rồi đúng rồi, tôi rồi bấm xuống này. ừ thế tôi đi lên Tôi đi xuống lần nữa này. rồi tôi lên lên rồi Lên chưa? Thế bạn quay lại cái máy cũ chưa? Thang máy mà có quả bom chưa? chưa để tôi tìm á Đi tìm thang máy đi, thang máy có quả bom á. Nếu mà nó đóng thì bảo tôi để tôi bấm nó mở ra. thang máy quả bom thì đấy rồi mà không vào được Ok, thế để tôi mở nó ra. rồi đã vào được Được chưa? Thế tôi ấn lần nữa này, mở ra này. Được chưa? Vào được chưa? Vào được bây giờ chưa? tôi vào được thang trong đang trong thang máy tạm bộ quả bom nổ Rồi, thế tôi bấm bấm như này để cho bạn về lại như cũ này. không Bạn đang không ở đứng đâu lại rồi? đây tôi vẫn ở chỗ thang máy quả bom Sao bạn không di chuyển à? Tôi bấm bạn không di chuyển à? bà bấm lại lần nữa nha Lúc nãy tôi bấm là đây như này chẳng hạn. sẽ đi xuống tiếp tận đây không đúng rồi Thế đi lên gì? Đây được chưa? Lên chưa? lần nữa Ok chưa? ok thế bây giờ tôi đi ra ngoài Nhưng mà bạn có đi 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 vào chỗ mới là như nào rồi? tôi đi vào chỗ cũ Chỗ cũ á? Chỗ cũ đâu như nào? Cái chỗ lúc đầu mình gặp nhau trước cái kim cương cơ. Tôi muốn bạn về đến đây cơ, tôi bảo. về đến đây tôi nhìn thấy cái kim tôi này rồi Đây rồi, bạn lên lại cái quả bom đi. Bạn lên cái quả bom đi, tôi bảo. Rồi. Bây giờ nhá, bạn phải đi được xuống dưới, được chưa? Tôi đi được ra đây này. What? À, tôi có thang máy con rồng gặm kim cương nhá. Bạn thử đi một vòng xem có check được cái gì ở đấy không? Con rồng gặm kim cương ở đây nhỉ? Tôi hết rồi, tôi trở về cái chỗ đầu tiên này rồi. Thế nhưng mà bạn có Đồ. đi được sang phải góc giữa không Không. không gì? Ok, thế bây giờ như này Bây nhá. giờ cái chỗ thang máy quả bom này là tôi bị dừng lại nó. Ok. Thế bây giờ bạn quay lại quả bom đi. Nó đã có mở cửa không? Nó không mở đúng không? Không. Ừ. Bây giờ tôi bấm tôi mở cho bạn này. Mở chưa? Rồi, xong. Bây giờ tôi sẽ đi lên nhá. Bây giờ bạn cần đi đi xuống đúng không? Hay là đi lên? Tôi cần đi lên chứ. Đi lên, như này là đi lên hay đi xuống? Đang xuống rồi. Bạn cần đi lên, thế là, bây giờ như này là đi lên hay đi xuống? Vẫn là đi xuống tiếp. Thế bây giờ tôi bấm tiếp như này là đi lên hay đi xuống? Lên một bậc. Lên hai bậc. Ô, thế Lên nhưng được tiếp không? không lên được nữa bạn ạ, thế nó mới khó chứ đấy. Thế đi xuống rồi. Tôi đi ra đây. Bạn đi ra rồi đúng không? Rồi mà tôi sẽ tìm thấy cái thang máy mà có cái chở đá đấy. Chở đá rồi, được, tiếp tục tôi với bạn chở đá này, cái đoạn này quan trọng này. Ở đây có một cái thang máy mà đập đá, à, đập vàng, đào vàng kiểu vậy. Đào vàng, ơ kìa. Đấy, trời ơi, tôi cần cái thang máy đấy ấy. Thế đây, từ từ. Nếu mà thang máy đào vàng Nhưng thì mà đợi đợi tôi một tí, tôi đi tôi lên này. chưa vào được, tôi chưa vào được. Chưa vào được ấy. Đấy nhở. Thang máy đào vàng, từ từ để tôi nhìn thử xem có đúng không. Đúng rồi, của tôi là đào vàng hay đào kim cương nhỉ? Đào vàng. Bây giờ mà tôi với bạn vào thì kiểu gì nhỉ? Thế bây giờ bạn thử vào cái xe đi xem nào, như nào. Cái thang máy kim cương bạn vào được chưa? Đi xe chở vàng bạn vào được chưa? Vào rồi, bạn đứng rồi, bạn bấm thử xem nào. Ấy ấy. Bấm nhanh quá, bạn bấm xem nào. Sao lại cứ đi Ok, xuống? tôi ra được trường mới.
Ê bạn ơi, bạn bấm lại cho tôi lên đi, tôi bị không ở trong cái thang máy rồi. Bạn bấm bấm lại hai lần đi, bạn quay lại đi xong bạn bấm bấm về như cũ đi. Đây. Ê ê. Ê bạn bấm quá tay rồi, một một lần nữa đi. Rồi. Đây. Đây nhá, bạn bạn bấm lại một lần nữa lên. Cái vừa rồi ấn của bạn ấn xuống, không của bạn ấn xuống, từ từ đã. Của bạn nó sẽ ngược với tôi, bạn hiểu không? Bạn ấn xuống thì tôi sẽ là lên, rồi ấn một lần nữa. Rồi, đây tôi đi vào thang máy. Đấy, xong rồi bạn bạn lên cái chỗ mà bạn đi ra khu mới đi. Bạn cứ lên đi, tôi tự chỉnh. Tôi tự chỉnh được rồi vì tôi vào được thang máy rồi. Bây giờ bạn bấm làm sao mà bạn đi ra được khỏi thang máy đi. Đi ra khỏi thang máy khu khác nhé. Tôi đi ra. Cái gì? Đi ra khỏi thang máy nhưng mà ở khu khác, bạn hiểu không? Có nghĩa là như vừa rồi bạn bảo lên rồi ấy, xuống rồi gì đấy. Đây này. Bây giờ tôi sẽ tự đi vào thang máy để lên khu kia, đúng không? Ờ bạn tự đi vào thang máy, bạn bấm lên cái khu mới của bạn ấy, khu mới tiếp theo. Đó bạn bấm đi. Tí tôi tự bấm. Ờ. Ủa. Đâu còn cứ để cho tôi đi nữa đâu. À là sao? Là bạn đã bạn đang ở trong ở đâu rồi? Đây tôi nhìn thấy thang máy đây rồi. Thang máy xe chở vàng này. Xe chở vàng, thế bạn có vào được không? Vào được. Thế bạn bây giờ bạn thử leo lên xem nào. Leo lên. Rồi. Mới leo một lần. Leo lên thì bạn cứ lên đến cái điểm mới đi. Rồi, xong bạn đi ra đi. Bạn ra chưa? Tôi ra rồi. Ra đi để tôi Nhưng bấm mà... thang máy tôi lên. Rồi, ok. Thế xong điểm đấy thì bạn có cái gì không? Ủa, sao vừa hay tôi lên rồi nhỉ? Bạn lên rồi á, là sao? Rồi. Bây giờ tôi đang bị kẹt cái thang máy đào vàng nhưng mà nó không có cái thang máy đấy. Rồi. Tôi cũng ở chỗ thang máy đào vàng nhưng mà tôi không có cái đó. Thế tôi sẽ bị kẹt ở đâu rồi? Ủa để tôi xuống cái thang máy kim cương này nè. Kẹt đâu nhỉ? Bạn khó nhỉ? Một điểm nào đấy bạn chưa đi hết rồi. Cái thang máy nhá, bạn phải bấm hết một lượt để xem có cái đường khác không, bạn hiểu không? Đây để tôi lên thử cái thang máy này. Thang máy này của tôi không còn đường lên này. Ồ nhưng mà tôi ra đường mới rồi đây. Nhưng mà cái thang máy này tôi phải đi cái thang máy. Tôi phải đi cái thang máy xe chở này để đến cái đường mới. Tôi phải đi lên. Thế bây giờ bạn lên đến đâu rồi? Tôi đi đến đây rồi, có một cái đường mới. Đường mới này chỉ di chuyển qua hai cánh. Chuyển được qua hai cái chỗ để luôn. Một cái là con khủng long ngọn kim cương. Chết rồi, thế bạn kéo con khủng long lên đi tôi bảo. Nhưng mà không được, tôi chỉ nằm bên trên thôi. Thế bạn cứ kim phải cương là bạn. Cái đào vàng. Đào vàng bạn có vào được không? Không vào được. Không vào được. Loạn đấy nhở, bây giờ tôi bạn đổi bên phát không xem như nào không? Tôi thấy loạn quá. Huyết của bạn đi kiểu gì ấy. Từ bây giờ tôi bạn đi xuống dưới đi. Bây giờ tôi đang ở trong thang máy xe chở đá. Thang máy xe chở đá thì bạn đi xuống đi, bạn tự bấm xuống đi, tôi ở dưới rồi. Xuống tôi đợi, một lần. Tôi đợi bạn ở thang máy có bom nhá. Xuống hai lần. Rồi, về thang máy có bom đi, tôi đợi bạn thang máy có bom. Thang máy bom, đây rồi. Đấy bạn cứ bấm này, bạn có vào được không? Không vào được. Rồi, ok, thế để tôi bấm. Vào được chưa? Chưa đúng không? Rồi, đã vào được. À, vào rồi đã gì? Được rồi. Thế đây tôi bấm xuống này. Tôi lại bấm lên này. Bạn đã về chỗ cũ chưa? Về lại chỗ cũ. Chỗ cũ là cũ nào đây? Cũ có phải xuống dưới không? Không, tôi đứng nguyên ở đây. Bây giờ tôi đi xuống nhé. Ờ, là như nào nhỉ? Bây giờ bạn cứ bấm làm sao để anh em xuống hẳn điểm cuối cùng bên dưới đi. Tôi đang đứng ở thang máy kim cương đợi bạn này. Rồi, hãy xuống hết rồi. Tôi sẽ xuống thang máy kim cương đi. Bây giờ như này nhá. Cái này nó kiểu như là nó sẽ phải một người bấm một người ấy này. Đấy bạn xuống đi, tôi xuống rồi mà. Có nghĩa là bạn sẽ bấm thì bên của tôi sẽ có những cái lúc mà tôi ra được luôn ấy. Thì lúc nào ra được luôn mình phải đổi, bạn hiểu không? Bạn sang kia đi. Tôi
tôi lại bấm lên phát là bạn vào. Bạn vào phát là xong. Nó tí ra. Ở đây tôi bấm lên này. Bạn nhìn thấy cơ chế của nó không? Nghĩa là lúc mà bạn ra được ấy, thì nhiều khi là tôi không ra được, nhưng mà tôi có thể tự đứng ở trong đấy tôi bấm. Đấy bạn tự vào, bạn tự bấm bạn lên đi. Tôi xong rồi mà. Đó, đấy cơ chế nó kiểu thế. Có những cái thang đấy là bạn ra rồi ấy, là tôi xong rồi tôi tự ra, tôi tự bấm được. Bạn hiểu không? Không cần phải đợi đồng đội nữa thì mình phải mò. Là lên tầng 2 nhá. Của bạn ấy là bạn nhảy được qua cái xe chở đá để bạn vào được cái thang máy khủng long, các bạn nhìn thấy không? Có cái xe chở đá bên tay trái này, bạn nhảy qua được này. Để vào thang máy khủng long ấy. Cách. Ship cách, ship cách. Đúng. Không, bạn lùi lại ship cách cái. Ừ. Đấy. Nhưng mà làm gì có thang máy khủng long đâu. Ừ thì đấy, nhưng mà đấy là tôi chỉ bảo bạn thế thôi để tí bạn nhớ. Nhớ là có cái thang máy khủng long ở đấy để tí anh em mình. Cái này chơi giải đố thì mình phải có trí nhớ đó, không tí mình quên là mình không ấy đâu. Rồi đi đi tiếp tiếp. Bây giờ tôi chỉ có đúng cái thang máy này với bạn thôi không? Thang máy hình quả bom. Bạn vào được thang máy quả bom chưa? Chưa. Chưa? Chưa đúng không? Ừ. Thế vào được chưa? Bây giờ vào được rồi. Vào được rồi, thế tôi đi ra. Bạn tự vào đi. Rồi. Rồi. Bạn đợi tôi một tí nhá, để tôi tìm xem là bên này nó sẽ đi vào thang máy gì. Thang máy xe chở. Xe chở tầng 2. Xe chở 3 đi cốc ở nhà vệ sinh. Đấy. Đi thang máy đào vàng. Đi thang máy xe chở, bạn chỉ có một cái xe thôi đúng không? Tại vì tôi đã đi cái xe là tôi biết. Thế thì này thì à, tôi biết tại sao rồi. Ừ, đợi tôi một tí nhá. Để nó xuống được nữa không? Xuống 2 nước. Không, chỉ xuống 2 nước thôi. Tôi chứng tỏ cái này không liên quan đến cái kia rồi. Đợi tôi một xíu để tôi nghiên cứu cái bên này đã. Cái bên kia thì tôi nghiên cứu xong rồi. Thang máy này thì mình có thể đi sang bên này được. Quá sao thế nhỉ? Bây giờ tôi cần đi lên cái để tôi kiểm tra đi. Rồi bạn vào thang máy của kia chở vàng chưa? Bạn đi được không? Bạn vào được không? Tôi vẫn đang ở thang máy của bom. Có bom á, thì bạn đi ra chưa? Ở đây bạn đứng này. Bạn đi lên trên cái tầng trên đi. Tầng bên trên tiếp theo ấy. Tôi bảo bạn ra đi mà để tôi bấm để tôi nghiên cứu xem cái đấy nó như nào. Thang máy quả bom. Thang máy bây giờ để lên thang máy xe đẩy rồi. Ờ xe đẩy đấy, bạn bấm đi, bạn cứ tự bấm của bên bạn để lên đi đã. Tôi đứng trong thang máy rồi thì tôi tự chỉnh được. Rồi lên rồi. Ok, cứ biết thế nha, từ từ nha, tôi xem nào. Để nó mở cái này ra, chẳng làm gì. Ok, bạn ra rồi đúng không? Đây để tôi bây giờ tôi mới đi lên tôi nghiên cứu cái bên này đó. Đây có cái thang máy kim cương. Đây thấy, cái này chạy xuyên được phát vào đây mà. Kìa bạn tôi cũng chạy xuyên vào đây à. Đây có thang máy khủng long gặm kim cương. Đây có thang máy đào vàng. Nhưng mà chỉ nhìn thấy bên trên xuống. Rồi đây là có chỗ đấy tôi đi rồi. Đường xe đẩy này không đi được này. Đường xe đẩy này không đi được. Ờ ok. Cái thang máy gì? Máy long. Thang máy long thì nó chưa liên quan gì đến đây nhỉ. Tôi bạn bị thiếu đoạn nào nhỉ? À cái này còn lên được nữa không? Kịch rồi. À, thế thì làm gì có cái gì đâu nhỉ? Ừ bạn đợi tôi xíu. Cái tầng này nó bị cái gì ra? Các bạn đi tìm một cái tầng đấy xem nó có cái gì lạ lạ không? Này có cái nhà vệ sinh này. À đây này, cái cuốc cái xẻng đây này. Giờ muốn vào thì vào được nhở. Giờ mình bấm những cái thang máy này nó không liên quan đến thang máy kia đúng không? À thang máy nó chỉ riêng đúng không? À tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi.
Bạn biết tại sao thang máy lại đứng được lên nóc không? Bởi vì bởi vì nếu mà tôi kéo lên thì bạn có thể lên được tầng trên để bạn vào thang máy này. Hiểu rồi. Bạn ơi, bạn xuống lại, tôi thang máy cái xe xe đẩy cái. Bạn xuống à? Bây giờ bạn xuống đến thang máy nào nhỉ? Bạn có vào được cái thang máy xe đẩy đẩy kim cương không? Chưa vào. Chưa vào được thang máy đẩy kim cương, thế vào được chưa? Chưa. Đây, để tôi mở lại. Vào chưa? Chưa. Khi nào vào được bảo tôi nhá. Từ từ, có hai nấc vào được. Hai nước vào là sao? Tức là bạn bảo là mình có thể đứng trên nóc này Không, đúng không phải cái đấy. Vừa nãy tôi ở đấy tôi nhớ rồi. Cái quả bom bạn đứng được lên trên trên cái dây đấy, sau đấy bạn kéo lên trên, nó có một cái tầng ấy, bạn để ý cái quả bom ấy chứ không phải cái xe đâu, là có một cái đường đi đấy, cái đấy mới là cái mình cần vào, bạn hiểu không, chứ không phải cái này Nghe bạn không xong vào rồi đi nhé. lắm. Vào chưa Rồi. Vào chưa, thế về lại quả bom nhá, về quả bom chưa, Rồi. rồi về ra ra quả bom nhá. bây giờ Quả bây giờ bom. bạn 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 đi cái quả bom lại đi. Bạn đi lùi cái bạn đi cái quả bom ngược lại ấy. Lại như nào nhỉ? Bạn bạn đang ở trong quả bom đúng không? Bạn bạn đi lên một một ô hay là bạn đi xuống một ô nhỉ? Từ từ. Bạn đang ở trên đấy đúng Xuống. không? Bạn đi xuống đi, bạn đi Rồi. xuống. Rồi. Bây giờ tôi vào quả bom nhá. Bây giờ bạn lại đi lên. Bạn lại đi đi quanh Tôi hiểu đi rồi. lên trên. Tôi hiểu rồi. Rồi bạn đi ra đi. Bạn đi ra đi, bạn hiểu không? Tôi hiểu. Rồi, Đấy, xuống rồi đi. bây giờ tôi đi xuống này. Đi xuống chưa? Rồi, tôi gặp là đâu? Rồi. Xong Đi đi. bây giờ đi lên đúng không? Đi lên này. Được chưa? Ok, có đường rồi. Được, có đường chưa? Có đường chưa? Đi ra thì có cái gì? Đường. Đi ra thì có cái này là cái đèo. Cái Cái đào hả? đèo này thì đi qua được. Cái Đi đào qua bạn được. bạn bạn vào được cái Đi đào qua được. Không, tôi đi qua luôn. đi qua luôn là như nào nhỉ? Tôi chưa nhìn được bạn đi kiểu Đi gì qua ấy. luôn chỗ này là đến cái, tức là tôi đi trên nóc các bạn. Đi trên nóc thì đến cái nào, đến cái mục, đến cái nào, có cái nào để mình gạt dây không? Không. Là bạn cũng chỉ đi qua luôn được thôi à? Ừ, Đây tôi nhìn thấy bạn rồi qua này. luôn là thôi. Đây bạn nhìn tôi không? Tôi ở trên này. Đâu? Đây này. Hello này. Đi qua luôn nhưng không có cái gạt gì à? Hay là tôi cũng đi qua luôn nhỉ? Đây là đường gì đấy? Bạn đi đây À, là đây thôi. Đây rồi bạn ơi. cái gì? Tôi vào được cái chỗ mà đào kim cương rồi. Đào kim cương hả? Ừ. Đào kim cương thì bây giờ từ từ nhá. Đào kim cương thì tôi cần phải ra đứng trước cái đào kim cương đã. Bạn đợi tôi tí, tôi đứng ra trước cái đào kim cương đã. Kiểu gì nó cũng phải thế mà, đào kim cương đúng không? Rồi bây giờ bạn ấn cái đào kim cương đi, bạn vào trong rồi đúng không? Bạn cứ bấm đi xem nó gì nhỉ. Rồi tôi vào được cái đào kim cương luôn rồi này. Rồi bây giờ bạn có đi lên tầng nào khác được không? Có nghĩa là cái đào kim cương của bạn chỉ đi như thế thôi hay là như nào? Tới ngồi tôi lên toán hiệu xem sao đấy. Cứ lên trên đi, bạn cứ đi hết của bạn đi. Tôi vào được cái thang máy là tí tôi tự điều chỉnh được, bạn hiểu không? Tôi đã ở trong thang máy rồi, bây giờ bạn cứ đi hết của bạn đi thì tôi tự đi của tôi là được. Dạ, có mỗi đường đi lên thôi. À, có mỗi đường đi lên Thôi là bạn vào đi. tôi xong rồi ấy. Bạn 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 trở về chỗ cũ chưa hay là như nào rồi? Ô, tôi chết rồi. Đấy nha, bây giờ tôi đang ở trong cái thang máy đặt kim cương rồi. Bây giờ như này nhá, từ từ đã, bạn ở trong thang máy đào kim cương rồi, bạn bấm thang máy đào kim cương xuống cho tôi rồi. Bây giờ như này tôi sẽ cho bạn ra khỏi cái thang máy đào kim cương, trở về chỗ cũ và bạn lại lên cái tầng trên cái thang máy đào kim cương ấy, bạn hiểu không? Thì như nào nhỉ? Ê, có gì đâu, nó vẫn thế hả mày? Vì cái thằng Không, máy này chỉ đi được một nó lần thôi. không phải, nó khác ở chỗ như này này, là tôi đã vào được cái thang máy kim cương thì tôi sẽ điều khiển được ở bên này. Bạn sẽ không phải đi nữa, nhưng mà tôi tí nữa tôi đi sẽ bằng cái thang máy con khủng long. Mà bạn bây giờ bạn phải tìm được cách để đến được cái thang máy con khủng long. Tôi chắc chắn tôi sẽ đi qua cửa bằng thang máy con khủng long, bởi thang máy con khủng long tôi đứng lên trên nó sẽ kéo lên tầng trên ấy là sẽ đi được. Đấy thì cái thang máy này của tôi Trên này có chỉ đường nhá, trên này có đường. thì đấy, thì bây giờ bạn Hình như về lại là chỗ cũ đi. bây Bạn giờ về bạn phải đây, bạn về chỗ cũ không đi. không không Hả? Như nào? không không được bạn ơi, Là như mình nào? sai rồi,
Sai chỗ nào? Bây giờ bạn đang ở đâu? Tôi đang ở trong cái thang máy đào đào kim cương. Thế bây giờ bạn đi lên thì bạn có đi được tiếp không? Tôi đi lên được, nhưng mà tôi bị vướng cái con khủng long, là tôi không có cái gì để khiển con khủng long cả. Từ từ để tôi lên tôi xem con khủng long nữa. Đúng rồi, tôi chỉ nhìn xuống được thôi đúng không? Đúng rồi, tôi chỉ nhìn xuống được thôi, bạn đi rồi bạn biết mà. Đây, bây giờ bạn cho tôi đi cái thang máy. Bây giờ bạn xuống và điều chỉnh cho tôi cái thang máy quả bom được không? Được, quả bom được. Tôi bên này đấy, tôi khiển được hết rồi. Tôi thang máy quả bom này. Để tôi bấm nhanh quá nó chui chui. Ok, tôi nhìn thấy đường đi rồi này. Được, cho tôi vào thang máy quả bom đấy. Ok, thang máy quả bom gì? Được chưa? Được. Nữa xuống hay lên? Lên. Lên á, thiết lên thì. Ủa. Thứ. Tôi cần nó lên mà bạn. Lên những cái của tôi nó kịch rồi ấy. Ủa. Đúng rồi, tôi phải cho tôi xuống đi. Dạ bạn lên bằng cái đường dây mà. Tôi quên. Đây đây. Được chưa? Giờ. Từ nha, bạn xong rồi, tôi sang ngoài rồi. Rồi bây giờ bạn về thang máy cái xe đẩy đúng không? Tôi đoán là bạn sẽ về thang máy xe đẩy. Tôi đừng, đừng cho tôi vào đã, không nó bị kẹt. Không sao, chắc là chạy ở dưới được nhỉ. Cho tôi vào thì tôi khiển được, thì bạn tí bạn ra thoải mái được rồi, tôi vào rồi. Bạn đi lên trên đúng không? Bạn sẽ đi lên trên. Bạn đi lên trên rồi đúng không? Được. Tôi vào được thang máy con rừng là con đấy rồi. Con khủng long. Con khủng long á, bạn vào rồi á. Bạn khiển được không? Khiển được. Khiển được à? Giờ bây giờ bạn làm sao quay lại được chỗ con khủng long đấy? Bây giờ vấn đề là tôi được làm sao để quay lại được con khủng long đây này. Bạn khiển được con khủng long rồi á? Mẹ, nhưng mà tôi lại đang bị kẹt cái con... Cái cục kim cương ấy. À, cái đào kim cương ấy. Giờ nó lại đóng rồi. Hay là bây giờ bạn chỉnh, bạn có cái, bạn nếu bạn chỉnh, bây giờ bạn thử lên đi xem nào. Bạn thử lên cái con khủng long đi xem nào. Lên hết cỡ rồi. Bạn xuống đi xem nào, bạn xuống hết cỡ xem nào. Bạn lên hết cỡ bạn có ra được đâu khác không? Có, ra một chỗ mới, nhưng mà hết đường rồi. Là hết đường, là. Đấy bạn, nếu bạn dừng ở đấy thì sao? Thì bạn như nào? Đấy, nếu bạn dừng cái thang máy ở đấy thì sao? Vừa nãy cơ, lùi một ô cơ. Đấy, bạn như này thì tôi sẽ lên kịch này. Nhưng mà tôi muốn bạn dừng ở cái chỗ vừa rồi ấy, để tôi đứng được lên ấy. Chết rồi. Bây giờ tôi đang bị kẹt không vào được đấy, bây giờ phải làm sao nhỉ? Thang máy kim cương này nó vẫn là quan trọng này. Ok, tôi hiểu rồi này. Xong rồi. Xong rồi gì? Thế bạn hiểu bây giờ không? Tôi đã đưa được cái thang máy khủng long về cái chỗ... đầu tiên. Bà còn nhớ mà đi qua cái này à, qua rồi, cái xe rồi, đẩy rồi, nói rồi, không? Có hiểu. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa bạn lên. Không, bây giờ bạn phải tìm cách bạn quay lại cái thang máy kim cương để bạn chỉnh lại đấy. Từ cái thang máy đấy bạn quay lại thang máy kim cương để chỉnh lại đấy. Chỉnh lại cái gì? Thang máy cái đào kim cương ấy, đào kim cương á. Để bạn kéo nó lên một ô để cho tôi đi qua được ấy, chứ không nó không đi qua được đâu. Bạn hiểu không? Bây giờ bạn cứ xuống cái thang máy khủng long lúc đầu đi á, để xem nó đi đường nào đã. Nó phải có đường mới thì mình mới biết là đường mới đấy nó đi được đâu, bạn hiểu không? Bạn cứ xuống lại đi đã. Bạn xuống chưa? Rồi. Bạn đi. Bạn tự vào được thang máy ấy rồi đúng không? Tự vào được thang máy khủng long. À, bây giờ bạn đang ở đâu nhỉ? Tôi sang thang máy khủng long. Thang máy khủng long á, nhìn. Có nghĩa là như này nhá, bạn có nhớ là cái thang máy khủng long không? Là nó có một cái đoạn xe ấy để bạn đi xuyên qua được đúng không? Bạn nhớ không? Nghĩa là bây giờ bạn phải chỉnh cái thang máy xuống đến cái đoạn đấy xong bạn bỏ đi. Bạn lại đi ngược lại lên bằng cái đường đấy, bạn hiểu không? Sau đấy bạn lên bạn lại chỉnh lại cho tôi cái đào mỏ về như cũ, là tôi sẽ lên được cái thang máy khủng long. Bạn hiểu chưa?
bạn nhớ có một cái đường chỉnh cái đào mỏ ấy hả? Ừ, chỉnh cái đào kim cương ấy, đào kim cương, đào mỏ, đào kim cương, hiểu chưa? Rồi, đây tôi có ở cái đào kim cương đây rồi. Đào kim cương, bạn chỉnh lên, được. Bạn chỉnh, chỉnh lên. Được. Ừ, bạn chỉnh đi. Không lên được nữa, kịch còn. Ơ, cái đào kim cương cơ mà. À đây đào vàng chứ lộn. Nên bạn ấn chỉnh, bạn chỉnh cái kim cương à? Không, tôi đang chỉnh cái đào. Đào á, cái đào. Rồi, tôi... Bây giờ bạn đang cần xuống đúng không? À, sao nhỉ? Tôi không không tôi xuống gì đâu, tôi vẫn đang đứng đấy mà. À đấy, đúng rồi, đây đấy đấy, được rồi, ok. Xong rồi đấy. Được chưa? Tôi... Đây, bạn vào chưa? Thì bây giờ tôi không phải, bây giờ tôi đi được lên trên rồi. Nhưng mà bây giờ bạn cần cái gì nhỉ? À bây giờ tôi phải lên cái thang máy khủng long để kiểm tra đã đúng không? Ừ, bạn lên thang máy khủng long đi. Là được đúng không? Ừ. Thế bây giờ bạn chỉnh được thang máy khủng long gì? Ừ, tôi đã chỉnh được. Rồi, thế bây giờ tôi đứng trước thang máy khủng long rồi này. Bây giờ bạn cần như nào? Tôi cần thang máy khủng long đi lên. Ok. Thế bây giờ tôi điều khiển được thang máy khủng long rồi. Thì bạn cần cái gì? Hả? Tôi cần đi lên. Bạn thế bạn... À, có nghĩa là bây giờ từ thang máy khủng long bạn đi ra được một chỗ khác rồi gì? Không. Bây giờ như này nhá. Bây giờ tôi đi ra trước đi, xong tí bạn tự chỉnh thang máy khủng long nhá, xem như nào nhá. Đây, tôi như này tôi sẽ lên một cái điểm mới. Xong. Ừ. Tôi ra được, một cái điểm. Tôi cũng lên điểm mới. Bạn lên điểm mới rồi. Bạn nhìn tôi chưa? Tôi bên này này. Lên đi, lên đi, lên điểm mới đi. Tôi bên này này, đấy. Xong rồi. Thế cái này đau đầu vãi chưởng. Game giải đố ạ, đau nhức đầu luôn. Tôi nhìn bạn rồi đấy. Bạn quay đằng sau rồi nhìn tôi này. Đấy, gạt cái này nhá. Gạt chưa? Ok. Tôi hâu mà không được ấy. Bạn hâu đi. Bạn phải giữ nhá, tôi bạn cùng giữ đi. Đấy, bạn tôi lại bấm nháy nháy này, chuyện dở. Ai? Hay bạn ơi. Hiểu ý này. Hợp lý đấy nhở. Đấy, cái đoạn... Okay, hôm nay đi rừng ở đây rồi. Ừ, hôm nay lên rừng đây đi, mai chơi đi. 2 giờ rồi, vừa tròn nhở. Hai game hợp lý không bạn? Game nó cuốn mà, game này nếu mà bạn chơi cứ kiểu giải đố từng cái một cuốn. Thôi mai chơi tiếp. Hôm nay vừa vặn 2 giờ sinh. Thế thì nó tự xếp lại thôi. Quit game. Quit game đi, từ từ để tôi xem nào. Start game này, create lobby này. Tôi xem lại xem là nó sẽ load từ đâu. Không, mình chơi đâu nó sẽ load đấy mà. Ôi chết rồi bạn ơi. Hình như là ỏng rồi. Tự start game cho nó. Chết rồi, hình như tôi với bạn phải gì ta? Phải đi hết cái map 1 đúng không? Thì nó mới lưu lại cho sang chapter 2 này. Thôi được rồi, thôi mai tính đi bạn ơi. Giờ chúng ta tạm thời đi ngủ đi. Sau tí mai chơi lại đoạn kia nhỉ. Không, thực ra là mình còn chưa đi hết chapter 1 rồi bạn ạ. Cái đấy xong nó ghi đây này, cái chapter 1 là Frozen cái gì này. Là bạn đi hết chapter 1 là phải đi qua được cái hang băng ấy luôn. Thế là thôi để mai chơi lại bạn ạ, hôm nay gọi là một căn game vậy. Ok. Không, như cái đoạn kia tôi bạn hiểu rồi thì đi nhanh mà đúng không? Cái đoạn kim cương với cái ấy tôi bạn hiểu rồi đi nhanh mà. Đấy cái đoạn lúc đầu ấy tôi không hiểu là bên bạn có gì ấy, tôi sang cái tôi hiểu ngay, tôi biết ngay là bạn sẽ đi lên. Cái lúc đầu tôi nhìn có một cái đường đi lên ấy mà tôi không biết làm cách nào để bạn kéo cho tôi lên trên đấy cả ấy. Mãi về sau tôi sang bên ngược lại tôi tả tôi mới kéo được lên cái đường đấy. Có mấy cái đường ấy mà nó phải đứng lên trên cái dây mới đi được cơ. Thế nên mà khắm lọ chứ này. Mình cứ tưởng đấy. Ok, hôm mai chơi bạn nhá. 2 giờ đi ngủ rồi. Ok, nghỉ nhá. Ừ, nghỉ nhá. Hay rồi. Hợp lý. Ôi, tôi chết tôi rồi. Tôi chỉnh cái game này rồi. Ok, Honkai Star Rail vẫn đang tải. Ok. Kiểm tra mấy viên run nhưng mà. Mấy bên này cứ lấy tạm bè. Cho tạm mà thôi anh em ạ. Bên này thì cho mấy cái con đều đều xong chết đi mà. Quan trọng lắm ấy. 64 điểm và chúng ta sẽ học chiêu của Homunculus Duck
Em phải học. Rồi, homunculus này sẽ có chiêu. Ok, mình sẽ phải tiến hóa kỹ năng con này lên trước. Đây, cái này thì mình chắc chắn là sẽ tiến hóa kỹ năng nó chỉ này thôi à. Này đúng không? Học cái này đúng không? Đây xong cái này. Ok, kìa, mình không nhớ được cái này là nó ấy cái gì rồi. Không nhớ rồi anh em ơi. Từ đây mình phải đi search Google cái. Search cái. Không nhớ luôn, bú chưa. Oops. Hormone Club. Hormone Club. Kiểu up. Support. Tiếng nha. Ok. Chắc là mình cứ để auto cái này trước đi đã. Auto cái này trước đã. Tại vì cái này cần nhiều lắm. Cái này thì không bao giờ là đủ cả anh em ạ, cứ băm thôi. Cái này sẽ là cần 1, 2, 3, 4, 5. À, sẽ cần chiêu này. Ok. Con này nó sẽ cần. Đánh thường chắc là lấy cái này đúng không? Mười sáu trăm, 750 vãi chưởng. Đấy, hay là để lấy x2 đi nhỉ? Ôi, chắc lấy x2 cày cấp đi. Mình chỉ còn 12 ngày được nhân đôi, nhân 3 thôi. Nhân 3 đi nhanh lắm. Chứ còn kiểu như mà để nhân 2, nhân 1 ấy thì có ngang luôn á. Chắc là mình sẽ để phát này mình sẽ để ấy đi. Homunculus đợi lên 6 đi rồi tính. Rồi mình hiểu rồi, Homunculus sẽ có chiêu 2 và chiêu 3. Đây mình sẽ chắc chắn là Homunculus của mình sẽ phải up cái chiêu chiêu 2 ấy, nó sẽ phải là chiêu này nhỉ. Còn chiêu này nó sẽ là
Đúng 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 đúng. Đấy cái mụn anh em. Ok hiểu rồi. Thế là nó sẽ chạy như nào rồi. Game này mình tải mấy tiếng đồng hồ rồi. À trưởng. Hack trước kia. Nhận đi khác bắt đầu cày không? Còn cần nhiều con lên 6 sao lắm. Sắp hết đống này lên 4 sao đi. À, mình sẽ xem con nào cần lên 6 sao thì mình sẽ hợp lý hơn anh em ạ. Ok nha, let's go nha. Này 12 là được một lửa con 5 sao này. Thôi chắc là nhận x2 đi. Các người ok. Danh A cộng. Ngoài luôn. Thôi tới lúc nhận x2 rồi. Này đi cho chiến. Bắt đầu đến tiết mục áp bọn này lên đúng không? Hòm mới nhờ. Chưa được nhiều lắm đâu, mình đếm lại xem là mình có bao nhiêu con trong ô này. Xong rồi thua à? Ai cởi trường thua thật này. Bây giờ mình đếm nhá. Đếm thử thôi.
Thử này. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai nhăm, ba mươi, ba nhăm, bốn mươi, bốn nhăm, năm mươi, năm nhăm, mười, sáu nhăm, bảy mươi, bảy nhăm, tám mươi, tám nhăm, chín mươi, nhăm, một trăm, 105, 110, 120, 15, 20, 30, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hơi ít. Bây giờ cứ mỗi 5 con là cần 4 con. Mỗi một con 5 sao sẽ cần 5, 4, 20 con. 20 con với cả 5 con kia nữa. Tức là mình sẽ mất khoảng 25 con. Vậy 190 thì mình sẽ được bao nhiêu con nhỉ? 25 con. 190 thì mình sẽ được 190 chia 25, tức là 150 đi, chia cho 25. 150 chia cho 25 thì 50 được 2, gọi là được 6 con, hơi ít. Chắc 6 con chắc cũng đủ đấy. Mệt rồi nhỉ. 6 con thì bây giờ phải lựa chọn rồi. Nếu mà là chỉ là 6 con thì phải lựa chọn. Không được nhiều quyền quyết định lắm. Vina thì mình cũng sẽ up rồi này. Vina với cả con này không? Con này để mình đi lick. Lick phát. Đi xong rồi. Mina từ từ nhá. À, hai này đúng không? Sẽ lấy con này nữa này, hai này. Ba không? Ba đi toa cho AK cho dễ không? Ba này. Thì con này bốn không? Con hệ lửa. Đây. Loạn quá nhớ. Nó đéo nhớ. Mấy con này lên level nhanh. Phải rồi. 33 phút. Nhanh thế. À con kia mắc rồi. Này con này, này. Phải lâu đấy chứ.
Nghe đừng cục. Thank you.
vẫn cứ là vậy. Sinh giờ đi ngủ. Bị tắt đi đi ngủ. Ở trên mạng làm mất xong cuối trước khi đi đâu chưa tắt được chưa nào lắp bi chưa tay nhỉ. Ối đi để sạc có sức mà mẹ cái chuông. Chăng 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 cầm băng a căng chăng. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ta ra ta ta ra, ta ra ta ta ra. Này nhé, con này thì build kiểu như lên build này lên không build tiếp này build này lên con mà sweep con này sweep dam sweep mà đem này cũng đeo sweep sweep hết nổ trước game này nó cũng khôn đấy nhở bộ của bọn kia trước tôi nghĩ nhá.